28. Tế hạnh. Người tham thiền quan trọng nhất là tế hạnh. Thiếu tế hạnh khó nhập đại định, đầy đủ tế hạnh thì động cũng là định. Chúng ta do một niệm bất giác mới có vô minh, vô minh chỉ hành tế hạnh, chưa nhập vào danh sách, nay đã trở lại cái gốc tế hạnh, thế nên biết còn cách nguồn tâm chẳng xa. Người mới học không biết tế hạnh là vật gì, tâm thô, một lời ăn nói nặng nề, làm tổn thương hòa khí, đều do không có tế hạnh mà ra. Lúc đi chân không, có tiếng là tế hạnh, lúc đứng hai tay suôn thẳng, dưới thân bất động là tế hạnh. Lúc ngồi thì ngay thẳng không dựa nghiêng là tế hạnh. Lúc ngủ thì nằm theo thế kiết tường, không nằm ngửa, không nằm sấp, không nằm nghiêng bên trái, tay hữu gối đầu, tay tả để xuôi trên thân mình là tế hạnh. Khi nói chuyện với người thì nhìn ngay ngực người, nói không văng nước miếng, nói năng dịu dàng là tế hạnh. Làm việc thì tay chân nhẹ nhàng sẽ là tế hạnh. Xa lìa thô hạnh của thập ác, siêng làm tế hạnh của thập thiện. Lúc nói chuyện, không nên chưa nói đã cười là tế hạnh. Có việc không nên sợ đầu sợ đuôi là tế hạnh. Trì giới được thanh tịnh là tế hạnh. Đầy đủ được quay nghi là tế hạnh. Người khác tham thiền khó tiến bộ, người tế hạnh vừa tham liền tiến bộ. Con kiến kêu cứu mạng, người thô tâm chẳng thể nghe, người tế tâm nghe được và cứu được. Tứ tổ nghe con rệp bị lại dung, thiền sư ném xuống đất kể chân rên la là tế hạnh. Một hôm tôi đang ngủ trên quảng đơn, giường ngủ tập thể, bỗng nghe tiếng kêu khóc, tôi xuống đơn tìm kiếm, thấy một con rệp không có chân đang lăn lộn, vì tâm tế hạnh nghe được, chứ không phải chuyện lạ. Lúc Phật còn tại thế, một hôm có việc Phật linh cung trời đao lợi, trời đế thích thiết tiệc khoản đãi. Phật quá là đế thích, thân giống đế thích, các vị A-la-hán tùy tùng như một liên, xá lợi Phất Ca Diếp tu Bồ Đề, mắt lo du ngoạn thiên cung. Lúc trở về mới hay, Phật đang dự tiệc mà không biết ai là Phật, ai là đế thích. Một liên kinh hải bay lên trời phạm thiên, tìm cũng không thấy ai là Phật. Bay đi xa đến 990, hằng xa cõi Phật, tìm Phật cũng không thấy. Muốn hỏi Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất bảo, các Ngài A-la-hán hãy nhìn trên tòa, người nào có tế hạnh, con mắt không động, chắc chắn là Đức Thế Tôn. Chúng A-la-hán nhìn ra mới dám đến trước Phật. Phật quở, thần thông chẳng bằng trí huệ. Một liên thô tâm chẳng bằng Xá Lợi Phất tế hạnh. Tế hạnh do tham thiền mà có. 29. Thanh quy. Người tham thiền cần nhất phải giữ thanh quy mới có thể tham thiền. Thanh quy là mô phạm công chánh thanh nghiêm, công hay trừ được những điều tồi tệ riêng tư, chánh hay trừ được cấu nhiễm tà dị, thanh hay trừ được cấu bẩn nhơ quế, nghiêm hay trừ được thói quen biến nhát. Cho nên dùng thanh quy để kiến lập tòng lâm, dùng thanh quy để chữa trị nhân cách, dùng thanh quy để lợi ích nhân thế, dùng thanh quy để thành Phật tổ. Quy cũ chẳng thanh nghiêm thì con người theo đó mà biến nhát, quy cũ chẳng công chánh thì con người dễ thành ra tệ lậu. Thế nên biết công chánh thanh nghiêm là gốc của tòng lâm, làm nền của Phật tổ, làm con đường cho người tham thiền, làm con thuyền của biển khổ. Người giữ được thanh quy thì thân chịu được khổ, tâm chịu được nhọc, thà chết với thanh quy chứ không sống với uế trược. Chúng ta vốn rất mờ tối, theo nghiệp lôi cuốn thì cảm thấy thích ý, có chút bó buộc của quy cũ thì thấy khó chịu. Như thế có nên chăng? Người trụ tòng lâm phải biết giữ quy cũ là trừ tập khí ác cho mình, là cắt bỏ nghiệp chướng cho mình, cho nên phải giữ cho nghiêm chặt, không nên sao lãng. Quy cũ là khuôn pháp làm cho người ta trở thành người tốt. Thế nên biết, người muốn giữ thanh quy mà nghiệp chướng không chịu giữ thanh quy. Thường thường người ta nói, tôi rất khổ sở, tôi muốn giữ thanh quy để làm người tốt mà nghiệp chướng không chịu.
Ôi, chẳng lẽ thành ra hai người lại nghĩ rằng tôi muốn đông, nghiệp chướng muốn tây, tôi muốn ăn cơm, nghiệp chướng muốn uống trà. Như vậy, quả thực nghiệp không làm chủ được. Mỗi người hãy hỏi kỹ lại tâm mình xem. Ta muốn xem kinh, liền xem kinh. Ta muốn lạy Phật, liền lạy Phật. Đâu có chút gì ngăn cản. Bảo ông giữ thanh quy, tại sao lại đổ thừa oan cho nghiệp chướng, không cho giữ thanh quy? Nghiệp chướng nếu nói chuyện được, mà nghe ta nói do nghiệp chướng không làm chủ được, thì nghiệp chướng sẽ kêu oan rằng, ông chủ đã làm oan ức nghiệp chướng của tôi rồi. Gặp việc chẳng làm, rõ ràng là tại ông không chịu làm, lại đổ thừa cho nghiệp chướng, tôi không chịu làm. Đâu có lý nào nghiệp không làm chủ được. Người chủ nhân này tỉnh ngộ, nói, à, liễu tức nghiệp chướng bổn lai không? Chưa liễu tình nguyện giữ quy củ. Từ nay lập đại hạnh, phát đại nguyện thề tử thủ, thanh quy quyết định, chẳng theo nghiệp chướng chuyển. Thật sự do ta chứ không dính líu gì đến nghiệp chướng cả. 30. Chịu khó. Người tham thiền cần phải có tâm thường hằng kiên cố, không được đụng nhầm việc khó thối lui. Phải biết việc tham thiền này lớn lao, không có gì sánh bằng. Tất cả những việc vô cùng trọng yếu của thế gian cũng không trọng yếu bằng tham thiền. Sao vậy? Người cả thế gian hướng ra ngoài tìm cầu, còn người tham thiền đi vào bên trong. Nhưng sự đi này không phải chân đi, không phải thân đi, không phải tâm đi, mà là đề khởi một câu thoại đầu: tâm tâm tham, khắc khắc tham, miên mật tham. Tham thiền miên mật, một kẻ hở bằng đầu mũi kim cũng không có. Có gì việc thế gian sanh? Một chút xíu của cái có cũng không thể có. Đó là chỗ hành của tham thiền. Hành như thế, ắt phải chịu khó mới hành được. Vì sao? Như người đi đến trong rừng gai góc, trong đám hổ báo, trong đống phân cứt, trong đám người nữ, chỗ này hồi đó đến giờ chưa từng đi, cũng chưa từng đến qua, nay đã mạnh dạn đi qua, dù trong tâm bình tĩnh cũng khó mà đi thẳng. Thế nên biết cái khó của đường đi bên ngoài, cái gấp của tâm bên trong là cho lửa giận bừng bừng, phẫn nộ không dứt. Con đường như thế, lại thêm phải đi như thế, thật là không dám đi, không còn muốn đi nữa. Người hành đạo phải làm đến chỗ không hành không được. Trong đó sự khéo léo là trước tiên phải rõ chỗ thích của tâm là tiêu dao, là thích ý, là tự tại, là sung sướng. Vì thế, hang ổ của lục đạo luân hồi đều ở chỗ đó. Ngày nay đi con đường cũ, tham luyến chẳng bỏ nhân thế, đã chẳng phải mới ngày nay đâu. Thẳng đến hôm nay chỉ là đi qua một lần mà chưa trở lại một lần nào. Mọi người hãy xem, ngày nay tính theo con đường cũ trở về, con đường cũ xa xôi không tự thấy. Thế nên biết, con đường này tuy đã đi qua một lần, trải qua thời gian quá lâu, bây giờ hoàn toàn quên mất. Nay muốn trở về không biết đường đi, có một pháp hay là câu thoại đầu, có một khổ hạnh là hai chữ chịu khó. Chúng ta ngày nay muốn trở về nhà, cứ ôm chặt một câu nhẫn nại. Nhẫn nại lâu ngày thuần thục, chịu khó lâu ngày thành tập quán. Bảo nó làm việc khác, nó không biết, chỉ biết một việc chịu khó, càng ngày càng quen thuộc. Chỗ hành như thế, đại địa không đủ để hành, hư không cũng không đủ để hành. Hễ hành liền điểu ngộ, trước dùng nhẫn nại hành, sau dùng tâm hành, rồi dùng pháp hành. Đến nay một tay đập dở vô minh, một chân đá nhào ổ thức. Từ đây gia đình không rời đại lộ, đại lộ đều là gia đình, sung sướng biết bao. 31. Giới tham. Người tham thiền đến tu giới định huệ, tức là diệt tham sân si, và cũng không lìa tham thiền mà từ bỏ các tạp khí tham sân si. Người đạo nhân chân chính, quần áo trên thân không thay, hằng ngày ăn uống không đủ, vớ lũng, giày rách, áo tràng, giá chồng nhiều lớp, mũ rách te tua, ở xa nhìn tưởng là kẻ ăn mày, đến gần mới hay là người tham thiền. Người này là của báo trong chúng tăng,
là bậc tôn quý trong loài người. Nếu suốt đời thân đạm bạc, chí kiên cố đến già cũng không thay đổi, chỉ có tiến chứ không lùi, chỉ rỗng không, không có gì hết, vô tâm nơi sự, vô tâm nơi lý mới đích thật là tâm đạo nhân. Thời gần đây, người học đạo thích bồ đoàn tốt, tọa cụ đẹp để có thể gối đầu, làm niệm để nằm, bình bát chê là xấu, giới điệp chê là mỏng, còn mắt sáng như minh châu mà mang mắt kiến cắn, lại sắm khăn long giày da thứ tốt, kem đánh răng thượng hạng vân vân, sức dầu thơm cho thân hôi thối, cạo râu nhẵn nhụi cho đẹp trai. Tham cái đẹp của thân như thế mà đâu biết thân này cho cất thành. Nếu như thấy rõ được thân này bất tịnh, không màng đến nó nữa thì mới là bậc đại trượng phu. Người thật có tâm với đạo, người có thiền để tham biết rõ tâm ta lâu nay bị trần nhiễm, cho nên phải có thân hình, nay đã xuất gia đâu dám theo thân chuyển nữa, bằng không thì thai trâu bụng ngựa, phải qua vạn năm địa ngục thiên đường bị mê ràng buộc. Đến ngày nào mới được thoát ra? Phải mau bỏ đi những đồ vật làm mê thân, đem bồ đoàn tốt cho người, liền đi tọa cụ đẹp, bình bát, giới điệp là đồ tùy thân tốt xấu chẳng màng, mắt kiến, khăn long, hãy mau đem cho kẻ tục, kem đánh răng, xà bông thơm, hãy ném vào hầm phân. Thân thúi mồ hôi chẳng cần biết, làm ông tăng nghèo nàn cũng không màng, quần áo quải sắc thì mặc, cốt thoát ly tập quán thế tục, cắt bỏ phù hoa. Từ nay về sau, trừ hạt giống tham rồi thì gốc rễ đâu có sanh. Một vai mang gói hành lý rách rưới, hai chân đi thẳng vào tòng lâm. Trụ thiền đường rồi, nhớ lại chuyện xưa hổ thẹn nói rằng: ngày nay được đến chỗ này là nơi an thân lập mạng của ta. Ngay đầu bữa một nhát, quỷ tham chết ngắt. Quay đầu lại làm người tốt, được người đời gọi là người hữu đạo, sao mà không làm như thế? 32. Giới sân. Người tham thiền đã biết giận hờn là điều làm tổn thương thân mạng và làm hỏng việc lớn, thấy người đem lại sự bất lợi cho ta, hoặc nghe nói người có hại cho ta thì liền nổi sân lên, trợn mắt đỏ mặt thốt ra lời hung dữ. Có người thì cãi cọ, có người đấm đá, có người kéo đến cửa quan, có người kết hận với nhau. Lửa sân này một phen nổi dậy thì làm cho ngày đêm không yên, cho đến nằm chiêm bao cũng thấy đánh lộn. Đáng thương, nó còn làm lị đến đời sau nữa. Người tâm ác độc thì trong bụng nghĩ hễ gặp kẻ thù thì giết chết, người tâm nhu nhược thì sợ người hại mình mà trốn tránh. Hai người này đến đời sau, người ác như con mèo, người yếu như con chuột, gặp mèo liền chết, lại như con thỏ gặp chó liền chết, như con dê gặp cọp liền chết, như con trùng gặp chim liền chết, như tôm cá gặp người liền chết, như con heo vừa lớn liền chết, như kẻ thù gặp kẻ hại thì chết, thật đáng thương tâm. Một đời người có mấy mươi năm mà thế nào cũng có một lần cãi cọ, một lần xô đẩy, một lần đánh lộn, một lần chửi mắng. Lửa sân nổi lên đỏ mặt tía tai, tạo nên vô biên nghiệp ác. Đời này không biết ăn năn sám hối thì đến đời sau thù oán giết hại lẫn nhau. Tha ngôi tạo nghiệp hơi lớn đọa vào loại súc sanh ngạ quỷ vạn kiếp, tạo nghiệp lớn hơn nữa thì đọa nghiệp ngục A Tỳ, biết đến ngày nào mới được ra khỏi. Tôi xin khuyên quý ngài hãy coi mọi người và loài chẳng phải người, phi nhân, đều là cha mẹ quá khứ của ta, đều là chư Phật vị lai. Quý ngài tin biện pháp này của tôi khuyên thì tôi dám đảm bảo quý ngài không có lỗi. Từ đây về sau, hãy thấy kẻ thù phải mau mau dập đầu lại kẻ thù. Nghe người đến hại ta thì mau khóc lóc với người ấy rằng: tôi là đứa con ngỗ nghịch của người, xin người là cha mẹ của tôi tha tội cho tôi một phen, tôi xin chừa lỗi. Làm như thế, người hại ta thấy ta khóc chẳng còn muốn hại ta nữa, từ đây đến đời sau lại càng thân mật hơn. Biện pháp căn bổn để trừ sân là đối với quán thân hiểu như cha mẹ, kính như chư Phật.
Phải biết sân giận là mũi tên độc hại người, sân giận là cây dao cắt đứt huệ mạng người, sân giận là búa bén giết người, sân giận là bánh xe lửa của địa ngục. Thật muốn trừ sân chỉ có tham thiền như biện pháp rút củi dưới đáy nồi, ngoài pháp này ra đều là quậy nước để ngưng sôi mà thôi. 33. Giới dâm. Người tham thiền phải biết thân là gốc dâm. Người xưa nói, do dâm dục mà chánh tánh mạng, ái dục làm nhân, ái mạng làm quả, dục nhân ái sanh, mạng từ dục có. Lời Phật rõ ràng, đâu dám trái nghịch. Người hành đạo phải đề phòng dâm như đề phòng lửa, đề phòng ái như đề phòng giặc. Lửa không đề phòng thì bị thiêu đốt thành tro, giặc không đề phòng thì bị cướp hết của cải. Thật rất quan hệ đến sanh mạng và tài sản của chúng ta. Mạng tức là pháp thân huệ mạng, tài tức là thức thành công đức tài. Không phải làm việc nhỏ vậy. Lúc tham thiền đắc lực, có người hỏi, đã được đắc lực thì đâu cần gì phải phòng. Thế nên biết công phu đắc lực, không phòng dâm mà dâm tự thanh tịnh. Có niệm phòng dâm thì khó làm công phu. Người trung hạ dụng công tham thiền phải cẩn mật phòng dâm. Phạm dâm đâu chỉ phạm một lần mà còn tái phạm. Có niệm phòng dâm chưa được gọi là công phu đắc lực, nhưng nếu phạm dâm thì bị gọi là người tội lỗi của pháp môn. Hình thái của phòng dâm là ba nghiệp chưa động, đã đủ tâm dâm bại ác. Của thân và miệng khởi ra thì đã tràn trề dâm dục, thấy nữ sắc động tâm dâm, lỗi có thể tha thứ. Thấy nam sắc người đồng phái động niệm dâm thì khó thoát khỏi tội nặng. Có người cố chạm thân thể, có người hôn môi, có người tặng nhau đồ vật, có người hứa hẹn riêng tư, có người dâm nơi cửa miệng, có người dâm ở bàn tọa hậu môn, có người bị cưỡng bức dâm, có người yêu nhau dâm. Chỉ có tội đồng phái với nhau mà dâm là nặng nhất, đồng với tội thất nghịch bị phán xử ở địa ngục A Tỳ, chịu tội bốn đại kiếp. Tăng cùng với người nữ dâm bị xử tội đọa A Tỳ một đại kiếp, cùng với người đồng phái dâm bị đọa A Tỳ bốn đại kiếp. Người thế gian nói, vạn ác dâm đứng đầu, trăm thiện hiếu đứng trước, huống là tăng sĩ ư? Thế gian một chồng một vợ là chánh dâm, không có lỗi. Nếu một giờ nửa khắc có hai vợ là tà dâm, có lỗi. Nếu một vợ một chồng là chánh dâm, không lỗi. Nếu người vợ có hai chồng là tà dâm, có lỗi. Tăng sĩ giữ giới, tà dâm, chánh dâm đều phải trì cho thanh tịnh. Nếu có chút không thanh tịnh, nếu nhân duyên đến sẽ bị tội ở chốn tam đồ. Nếu muốn trì giới dâm thanh tịnh, không chút vi phạm, chỉ có một pháp tham thiền là trừ sạch hết. Sao vậy? Vì ngay lúc tham thiền, tuyệt tướng nhân ngã thì còn vật gì là vật dâm? Tham thiền được thấu thì đoạn được mạng căn sanh tử. Không những dâm căn, dâm chủng đều bật, mà cả đất để gieo giống dâm cũng triệt để bỏ luôn. Bậc tiểu thì thành La Hán, bậc trung thì thành Bồ Tát, bậc đại thì thành chư Phật vậy. 34. Rất dễ. Người tham thiền phải biết pháp nào là pháp rất dễ hành, pháp nào là pháp rất khó hành. Nếu không biết rành về khó, dễ thì rốt cuộc bị sự khó dễ chuyển. Sao vậy? Tất cả các pháp thế gian chẳng phải học 3 năm, 5 năm thì không thể xuất sư. Làm một khiêm văn chương còn phải mất 10 năm nghiên bút mới có thể đạt đến địa vị văn nhân. Ngoài ra, bất cứ nghề nghiệp nào cũng phải học mới biết. Ăn cơm là rất dễ, còn phải mất thời gian 8 phút 10 phút. Đi ỉa là còn phải mất thời gian 2 đến 3 phút. Duỗi tay rất dễ, còn phải mất thời gian một cái duỗi. Động chân rất dễ, cũng phải mất thời gian của một cái động. Người đời thường nói học Phật rất dễ, song cũng có thời gian tương đương. Lại nói niệm Phật rất dễ, đến lúc thọ dụng phải niệm đến sau khi chết còn khó liệu được có sanh Tây Phương hay không.
Tất cả mọi sự học Phật không có gì dễ bằng tham thiền. Có người tham một ngày được ngộ, có người tham một giờ được hai ngộ, có người vừa tham vừa ngộ, có người mới dự bị tham mà ngộ, có người không tham mà ngộ. Mục đích rất dễ đạt. Một phen ngộ liền liễu, liễu tức là thành Phật. Hoặc có người không chân thật tham thì ngộ chậm, người chân thật tham thì lập tức ngộ. Tại sao thế? Tất cả pháp thế gian có học mới biết, không học không biết. Duy chỉ có một pháp tham thiền này, không học cũng có thể có, không học cũng có thể biết. Tất cả sự học đều hướng về thế gian học, chỉ có tham thiền là hướng về tự tâm học. Tâm của loài người cùng loài chẳng phải người, phi nhân, tâm của hữu tình, vô tình đều đồng một tâm. Tham và tạo chẳng ra ngoài một tâm của đương nhân. Tham thì thành Phật, tạo thì thành chúng sanh. Tham thì không tâm, tạo thì có thân. Tham thì không cả hữu tình và vô tình, tạo thì nghiệp quy về chúng sanh luân chuyển. Phải biết tâm tham thì lâu ngày dần dần không, tâm tạo thì lâu ngày dần dần có. Không thì thành chư Phật, có thì thành chúng sanh. Thế nên biết tất cả mọi việc chẳng hỏi đến tâm, chỉ riêng một pháp tham thiền này không thể rời tâm.